tình yêu chan chứa trên hoàng du. Không thể yêu riêng khách mà hồng. Trong bài Chuyển Pháp Luân, lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà thừa chuyện Pháp Luân dùng phiến ca cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Trần Đông Hải, cũng là giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, đến chia sẻ qua tiêu đề trên. Về chúng tôi trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý quan khách và đồng đạo xa gần, trên dưới 250 người trở về đây tham dự. Kính thưa quý vị, từ hồi hai trận đại dịch 2018 rồi 2019, Phổ Truyền Giáo lý chúng ta cũng có ngưng lại một thời gian. Rồi năm rồi quý vị, 2023 vào 11:30 ngày 12 tháng 8 2023, kỷ niệm lần thứ 167 năm ngày viên tịch của Đức Phật Thầy Tây An, 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856. Tôi trở về thành phố Cần Thơ để hiệp tâm cùng với giáo lý viên Dương Văn Minh tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 14 trở về Nam Thái Sơn tại ban trị sự của anh Chính Vọng, trở về đó thuyết giảng chỉ có cách 2 ngày, nhưng cuối cùng rồi bị tai nạn, rồi mãi cho đến bây giờ là 10 tháng đã trôi qua tôi mới được khỏe. Thế nên hôm nay được sự ưu ái hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng ở tại nơi địa phương nhà. Bởi vì tôi ở tổ 10 cũng xã Thạnh Mỹ Tây, châu Phú An Giang. Thế nên được ưu ái của ông trưởng ban Phan Văn Dũng yêu cầu trở về đây, tôi cùng với Lê Quang Nghĩa, tôi đảm trách bài Chuyển Pháp Luân 4 câu 28 từ. Đức thật, Đức Thầy chúng ta sáng tác không rõ năm tháng ngày giờ quý vị, bởi vì từ ngày 18 tháng 5 kỷ mão 1939 cho đến ngày 25 tháng 2 nhường năm Đinh Hợi 1947, Thầy chúng ta tạm dừng bút. Ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Từ 18 tháng 5 1939 cho đến nhường năm Đinh Hợi 1947, thì giáo hội chúng ta khi Đức Thầy chủ thế 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày. Cho nên những bài sáng tác không rõ thời gian, nó gồm có 13 bài. Nói có sách mắt có chứng quý vị, nói có sách mắt có chứng, trong này cũng có 33 toa thuốc gia truyền. Thì bài Chuyển Pháp Luân này, một trong 13 bài, nó nằm về cái bài thứ 9. Nằm về bài thứ 9. Thì thưa quý đồng đạo, trước khi đi vào tìm hiểu ý nghĩa của bài Chuyển Pháp Luân, lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà thừa chuyển Pháp Luân dụng khuyến ca cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Trần Đông Hải cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý đồng đạo các nơi trở về đây
nhưng nói xa cũng không qua nói gần, cũng nhờ ông trưởng ban tức là ông Phan Văn Dũng quý vị điện cho người thân của tôi xuống dưới bệnh viện đó quý vị, cánh đồng quan để mà túc trực cơ dưới, và ông cũng nhờ đồng đạo vận động ủng hộ một số tiền để cho tôi á là điều trị an dưỡng. Cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng hào hiệp. Điều thứ 8 tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Xin chân thành cảm ơn anh nói riêng và nói chung toàn thể quý bà con hiện diện nơi đây. Thưa quý vị, trước khi đi vào tìm hiểu 4 câu trong bài Chuyển Pháp Luân 28 từ, lời nói đầu tiên Trần Đông Hải xin gửi đến toàn thể quý quan khách và quý đồng đạo trên dưới 200 người trở về đây tham dự phiên giảng do hai giáo lý viên trung ương đảm trách, một Trần Đông Hải thuyết giờ trước, Lê Quang Nghĩa thuyết giờ sau. Lời nói đầu tiên xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc phúc tốt đẹp cát tường. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, đạo Phật vì chúng sinh mà sinh, giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta nhận thức rất thâm quyền quảng quật. Cái tình ấy nó không bến, không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc. Nó cũng chẳng luận sang hèn, xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thưa quý vị, 49 năm trụ thế, Đức Phật Thích Ca đã thuyết rất nhiều kinh điển. Trong 49 năm tạm phân chia ra làm 5 thời. 5 thời nói pháp gọi là ngũ thừa Phật giáo. Phải mất đi 49 năm. Thời kỳ thứ nhất Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp qua niết bàn cộng bát niên. Có nghĩa là thời kỳ thứ nhất Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, kinh Trường A Hàm Đức Phật nói 12 năm, kinh Phương Đẳng Đức Phật nói 8 năm, kinh Bát Nhã Đức Phật nói 22 năm, Kim Cang Bát Nhã. Và thời kỳ thứ 5 Đức Phật nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn đó quý vị, 8 năm cộng lại là 49 năm, chia ra làm ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Thưa quý vị, chúng sanh vô lượng thì từ cũng vô lượng, chúng sanh vô biên thì từ bi cũng vô biên, chúng sanh bất khả tư nghì thì hỷ cũng vô biên, và chúng sanh không thể tính đến nghĩ bàn, đang sống trong biển trần thống khổ, Đức Phật và Đức Thầy của chúng ta cũng xả không thể nào diễn tả được. Bởi vì đức từ Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não đức bi. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, Phật và Đức Thầy chúng ta chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Ba đức hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Bốn đức xả, ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng liền xa hết các nghiệp tiền trần, xa thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn dướng díu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Đức Phật xưa cũng thế, Đức Thầy chúng ta ngày nay cũng vậy. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ, đời phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ dựng nghiệp thánh hiền, ta quyết lòng rước nợ quan khiên, cứu bá tánh khỏi nơi lao khổ. Thưa quý đồng đạo, trước khi mỗi một vị giáo chủ lâm phàm,
đều hội đủ năm biếu tốt, đều hội đủ năm biếu tốt. Bồ Tát Hộ Minh là một hóa thân của Di Lặc Phật, đang ở cung trời đâu xuất quý vị, đang ở cung trời đâu xuất. Thì lúc bấy giờ Ngài dùng Phật nhãn nhìn xuống nơi cõi Ta Bà. Nơi cõi Ta Bà gồm có 1.000 triệu thế giới. Ngày nay khoa học và Phật học đã đúc kết lại còn 5 châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Thưa quý vị, thấy chúng sanh đang lặng học trong biển trần thống khổ. Yếu tố thứ nhất, vì thời cơ đã đến, cho nên Đức Hộ Minh Ngài mới cho bà Ma Gia Hoàng Hậu thấy cái điềm chim bao bạch tượng từ ở trốn không trung bỗng xa xuống, mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp hồng quê thơm nức mùi hương. Bà rảo chân bèn bước ra giường truyền thị vệ, thỉnh vua lai đóng. Vui lời tới nơi Hoa Thảo lại gần bà, sau rất quái kỳ tay chân bèn run rẩy, một khi muốn quỳ xuống mắt giường tâm tối. Bởi vì Bồ Tát Hộ Minh khi đã lâm phàm thì dầu cho bậc đế vương cũng phải rung chuyển. Nam Hoa Kinh của ông Trang Tử đã xác nhận rằng Nam Hoa Kinh của Ngài Trang Tử: dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Có nghĩa là dân là quý nhất quý vị, xã tắc là thứ hai, còn ông vua là nằm đến cái dạng thứ ba trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Cho nên lại gần bà sau rất quái kỳ, tay chân bèn run rẩy, một khi muốn quỳ xuống mắt giường tâm tối. Có nghĩa là thời cơ đã đến, cho nên Bồ Tát Hộ Minh phải lâm phàm. 10 tháng sau đó, đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 624, có nghĩa là trước Chúa Giáng Sinh 624 năm, Bồ Tát Hộ Minh đã ra đời tại giường Lâm Tỳ Ni, cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ độ khoảng 15 dặm. Mỗi một dặm như vậy đó quý vị là 1.000 mét, nhưng mà tính theo thước của tàu, có nghĩa là từ cái ngón áp út này nè tới cái cùi chỏ, vậy thì 15 km thì độ khoảng là còn cỡ 7 km là cùng. Vậy thì thưa quý đồng đạo, đó là yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai đó, nghiệp quả chúng sanh đã mùi hay chưa? Cho nên Bồ Tát Hộ Minh đã thấy nghiệp quả chúng sanh đã mùi. Bởi vì lúc bấy giờ Dương Quốc Ấn Độ chia ra làm 4 giai cấp. 4 giai cấp, một là Bà La Môn, tức là các bậc giáo sĩ mới được tu hành. Thứ hai đó quý vị là Sát Đế Lợi, hay còn gọi là Sát Đế Lợi, mới được làm vua chúa. Thái tử Sĩ Đạt Ta và vua Tịnh Phạn Dương cũng nằm trong cái giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, mới được đó là làm vua, làm quan và làm tướng. Thứ ba là Phệ Sát. Phệ Sát nông thương nghề nghiệp thầy thợ rồi đó, chứ cũng không có được tu hành, mà cũng không có được vào trong cái hàng tể tướng. Thứ ba là thứ tư là Thủ Đà La, hay còn gọi là Chuyên Đà La, giữ nhà, quét nhà, quét cầu xí, làm những cái nghề hạ tiện. Nhưng mà thực chất ra nữa quý vị, khi Đức Phật Ngài đã lâm phàm 19 năm sau đó, Ngài bèn xuất gia 5 năm tầm học các đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày đại định, sau cùng Ngài đắc pháp, thì Ngài thọ ký cho hạng tại gia cư sĩ trước, hai người lái buôn. Vậy thì hôm nay đó, Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta cũng thế, nối theo Chí Thích Ca ngày trước. Lúc bấy giờ Ngài mới lê bước đến rừng Lộc Quyển, nói pháp tứ đế để độ cho nhóm 5 anh em ông Kiều Trần Như, Ác Bệ, Bạc Đề, Ma Ha Nam và Thập Lực Ca Diếp. Pháp tứ đế tức là 4 cái chân đế chắc thật, khổ tập diệt độc, xóa bỏ đi cái giai cấp đó,
Vậy thì 22 năm Đức Phật nói Bát Nhã Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có câu nhân nhân hữu tánh Như Lai, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái tánh Như Lai, cái thể vắng lặng, nó không đi về đâu và cũng không từ đâu đến. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trước khi thuyết Diệu Pháp Liên Hoa xong rồi, Đức Phật nhập diệt mới thọ ký trở lại cho Di Lặc Phật. Thời Hảo Quân mà Pháp, nếu ai thọ trì phẩm báo tứ ăn sẽ được siêu diệt sanh tử, có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Thì lúc bấy giờ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có câu nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thế nên bốn giai cấp Bà La Môn, Huệ Xá, Thủ Đà La, vân vân, trong bốn giai cấp này quý vị đã được xóa bằng từ khi Đức Phật Ngài đã đản sanh tại giường Lâm Tỳ Ni. Xóa bỏ đi giai cấp. Và dương quốc nào, yếu tố thứ tư là dương quốc nào, dương quốc nào được chọn làm trung tâm cốt cán, thì lúc bấy giờ tại Ấn Độ có 7 dương quốc, nhưng thành Ca Tỳ La Vệ lại nằm xứ Bắc Ấn Độ, cho nên thành Ca Tỳ La Vệ, một trong 7 dương quốc, được chọn vào trung tâm. Và họ nào? Họ nào là hoàng tộc, họ nào là diễm phúc, họ nào để cho Thái Tử Sĩ Đạt Ta chọn mà mượn bụng để chung ra, mượn bụng để ra đời, xin đính chánh lệ, mượn bụng để ra đời. Nhưng mà ra đời của Đức Phật rất là rõ ràng, nó tuyệt vời, không phải ra đời như hạng phàm tình của chúng ta. Bà chỗ sanh thái tử đẹp tươi có nghĩa là ra ngăn không? Tại giường Lâm Tỳ Ni quý vị, tại giường Lâm Tỳ Ni, qua vô ưu 3.000 năm mới chỗ một lần. Nhưng bây giờ vào buổi sáng tinh sương, Ma Gia Hoàng Hậu ra giường Lâm Tỳ Ni thì thấy qua vô ưu chỗ, cho nên bà mừng quá, bà mới đưa tay lên chỉ, thì nhân đó bà chỗ sanh thái tử đẹp tươi vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch, tức là trước Chúa Giêsu giáng sanh 624 năm. Thì cuối cùng rồi, chỉ có hai dòng họ này mới có thể cho Thái Tử Sĩ Đạt Ta mượn bụng ra đời để giải đạo. 5 năm tầm học các đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày đại định, và cuối cùng Ngài đã đắc pháp, thấy cảnh hoa cỏ bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy đạo gần đắc Ma Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước vô chương độ chúng. Đức Thầy chúng ta nói ngày bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Vậy thì quý vị nghe cái từ nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, các chúng sanh đều có như ta, nhân nhân hữu tánh Như Lai, ba từ ngữ này nó hoàn toàn khác nhau, nhưng nội hàm có nghĩa là cái nghĩa của bên trong muốn ám chỉ cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là nội hàm muốn chỉ về Phật tánh. Vậy thì thưa quý vị, chỉ có hai họ, một là họ Thích Ca, theo phong tục của Dương Quốc Ấn Độ thời xưa đó, là người con mang họ mẹ, bà Ma Gia Hoàng Hậu. Bà Ma Gia Hoàng Hậu con của vua Thiện Giác mang họ Thích Ca. Còn vua Tịnh Phạn đó quý đồng đạo, ở Bắc Ấn Độ mang họ Cồ Đàm. Cho nên chúng ta đó là Đức Phật Thích Ca đó là họ Cồ Đàm cũng đúng, mà họ Thích Ca cũng đúng. Nhưng mà theo các phong tục của Dương Quốc Ấn Độ thời đó, cách nay 2580 năm Phật lịch, thì người con ở Ấn Độ chỉ mang họ mẹ, cho nên chúng ta gọi là Thích Ca. Vậy thì chỉ có Thích Ca và họ Cồ Đàm mới xứng đáng để cho Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời đâu xuất. Đó là hậu thân của Phật Thích Ca và tiền thân của Thái Tử Sĩ Đạt Ta sau này. Bây giờ chúng ta gọi là Phật Thích Ca. Bây giờ trở lại cái quá trình lâm phàm, và trên bước lộ trình của Đức Huỳnh Giáo Chủ nó cũng không khác năm yếu tố như chúng tôi vừa nêu trên. Vì thời cơ đã đến, trong bài Sứ Mạng, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan,
ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, thế nên ngài đã lâm phạm. Đó là yếu tố thứ nhất, vì thời cơ đã đến. Yếu tố thứ hai, quý đồng đạo, tới yếu tố thứ hai là nghiệp quả của chúng sanh đã mùi chưa, đã đến hay chưa, tới ngày trả quả ầm ì biết bao. Vậy thì hai yếu tố này nó cũng ứng hợp với hai trong năm yếu tố mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ 15 dặm. Tới yếu tố thứ ba đó quý đồng đạo, yếu tố thứ ba, nước nào là trung tâm của trên năm châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc? Thì chỉ có nước Việt Nam. Nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế? Cho nên ngài đã lâm phàm tại Hòa Thôn Hảo Cảnh xứ Chi Ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc kẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Ngài đã lâm phàm tại miền Tây nước Việt, nơi làng Hòa Hảo, cách nay 103 năm, vào ngày 15 tháng 1 kỷ mùi 1920. Còn nói về âm lịch thì ngày 25 tháng 11 1919. Vậy thì thưa quý đồng đạo, tới cái yếu tố đó là thứ tư đó quý đồng đạo, coi có họ nào, họ nào đó là phù hợp để cho Đức Thầy ra đời. Thì cuối cùng rồi đó quý vị, là họ Quỳnh, họ Quỳnh và họ Lê. Bởi vì Đức Bà là họ Lê, còn Đức Ông thì họ Quỳnh. Đó, cho nên cuối cùng rồi Đức Thầy chúng ta mới đản sanh vào ngày 25 tháng 11 kỷ mùi 1919, nhằm ngày 15 tháng 1 1920. Và ra đời mở đạo 7 năm 10 tháng là 7 ngày. Người ngày tạm vắng mặt, ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đêm dài dặn cạn dầu, tim lụng chẳng thấy ai, tầm kiếm bóng trăng để làm cho mất bụng chị Hằng, nơi cung nguyệt chờ trong mõn dạ. Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ ná, hiếm bao người được cá vua nôm, ưa đồ ngon đút nhét đầy mồm, chẳng thèm kể cha hiền trong đợi. Quý vị nghe qua lời thống thiết của Đức Thầy, nghe lời sống thiết của Đức Thầy, đây là lời tự thắng quý vị, đây là lời tự thắng. Bực đại giác cũng phải động lòng trước cái cảnh đau khổ của chúng sanh đang lặn hộp trong biển trời sống khổ. Thế nên ngài đã dưng năm sắc lệnh, ngài đã dưng năm sắc lệnh Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Và sắc lệnh thứ hai của Đức Thích Ca, đền linh khú sơn trung chịu mạng. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà, giáo chủ xin ngài chứng minh. Và sắc lệnh thứ ba là của ai quý vị? Đức Phật Quan Âm. Phật Quan Âm dạy biểu khùng tròn, chữ tròn ở đây có nghĩa là truyền dạy, nó là biến từ của cái từ truyền, tròn có nghĩa là truyền dạy. Phật Quan Âm dạy biểu khùng tròn. Rồi ông vua Minh Dương nữa quý vị. Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Đức Minh Dương tức là vua Minh Dương quý vị. Điên này dưng lệnh Minh Dương, giới lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Ngài văn năm sắc lệnh rõ ràng, rồi Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Hội đủ năm yếu tố này, thế nên ngài đã chuyển pháp luân. Bởi vì tựa của bài này là chuyển, chữ chuyển ở đây có nghĩa là vận hành, đưa từ nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, đưa từ nơi cõi Tây Phương Cực Lạc trở về nơi cõi Ta Bà, cho nên gọi là chuyển. Pháp là những lời của Đức Phật và Đức Thầy của chúng ta truyền dạy cho chúng sanh. Chữ luân nói vậy là vận hành, là bánh xe. Nhưng bánh xe này không phải bánh xe Toyota, không phải bánh xe phu chờ neo, mà bánh xe pháp. Đây là bánh xe pháp. Bồng lai điên dạy có ngôi, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa xe.
chứ đâu phải hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà đâu quý đồng đạo. Nhưng mà tạm mượn phương tiện để ra đời nơi địa linh, tất nhiên là phải sanh nhân kiệt. Miền Tây Nam Việt của chúng ta quý đồng đạo à, có Thất Sơn Hùng Vĩ. Một là núi Thiên Cấm Sơn được liệt vào trong 7 cái địa danh. Rồi thứ hai nữa, núi Cô Tô là Phụng Hoàng Sơn. Rồi thứ ba là núi Tượng là Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn. Rồi tới là thứ tư là núi Ông Két, Anh Vũ Sơn. Rồi tới thứ năm là núi Nước, Thủy Đài Sơn. Và hai núi dài quý đồng đạo, Ngọa Long Sơn và Ngũ Hồ Sơn. 7 cái ngọn núi này gọi là Dương Quyệt, kết hợp với 9 khúc sông Rồng, được bắt nguồn từ một đỉnh núi cao nhất nhì trên thế giới 8.848 mét, đó là Hy Mã Lạp Sơn. Non tuyết sang rú rừng thăm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh. Một ngọn núi đã trải qua lịch sử 2.580 năm, chưa có một ai đặt chân lên cái ngọn núi cao nhất thế giới 8.848 mét, tức là Non Tuyết Sơn rú rừng thăm thẳm. Ngoài Thái tử Sĩ Đạt Ta ra, chưa có một người thứ hai đặt chân lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Ở nơi đó có một dòng suối, quý vị, sau ngày đến Gạch Ni Liên Thiền, thấy cỏ qua cảnh Bắc Tham Thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Lúc bấy giờ ngài đã đắc pháp. Lúc bấy giờ ngài đã đắc pháp. Vậy thì hai ngọn suối này, một đó là chảy vào trong 7 dương quốc của Ấn Độ. Có hai con sông lớn, một là sông Hằng, hai là sông Hanuman, cũng bắt nguồn từ hai cái dòng suối, từ Hy Mã Lạp Sơn, Gạch Ni Liên Thiền. Rồi dòng suối thứ hai cũng bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn, chảy qua Tây Tạng, Vân Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia và gói gọn vào đất nước Việt Nam của chúng ta bằng 9 cửa: cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Định An, cửa Cung Hầu, cửa Bách Sắc và cửa Trần Đề. Thì quý vị thấy đó, 9 khúc sông Đồng này nó kết hợp với 7 cái dương huyệt kia, thì âm dương đã hội tụ đủ rồi, thì đương nhiên gọi là địa linh. Mà hễ địa linh thì sanh ra cái cù lao kết nơi đức thầy chúng ta ra đời, gọi là nhân kiệt. Địa linh sanh nhân kiệt, quý vị thấy phải nói là tuyệt vời. Cho nên mới có cái sự chuyển pháp lực. Vậy thì câu thứ nhất, ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn, hay hoặc giả là thừa chuyển pháp lưng đó quý vị. Lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà. Chữ lòng ở đây đó có nghĩa là cái tâm. Mà tâm này không phải là tâm phàm phu, không phải là tâm của người tục tử, mà tâm này là của Đức Hòa Phật Kim Sơn Phật ấy giáng sanh rành rành. Hay hoặc giả là trong bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ, Đức Thầy đã hé lộ ta điên thở Tam Hoàng Thượng Cổ, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, ông vua Nhân Hoàng đó quý vị. Có một nàng công chúa đau bệnh mà tất cả các lương y đành thủ, không có nghĩa là không ai điều trị được hết. Bệnh của công chúa Nhân Hoàng, con của ông vua Nhân Hoàng. Thì lúc bấy giờ đó, ở trên núi Kim Sơn có cái chùa Kim Sơn. Ông trụ trì chùa Kim Sơn mới than: chùa của tôi bây giờ nghèo rách quá, Phật tử các nơi đến đây để cúng dường lễ bái, không có nơi trú ngụ, giống như mùa mưa như thế này nữa quý vị. Ông Tế Điên Hòa Thượng cũng ở tu trên núi Kim Sơn gần đó. Câu chuyện này được xuất xứ từ kinh truyện Tế Điên Hòa Thượng. Còn cái Tế Điên mà quý vị coi ở trong đài truyền hình nó chiếu á quý vị,
thường khi có chiếu đó, đó là Tế Điên Tăng đời nhà Tống Giáng Long La Hán thôi, chưa được Bồ Tát. Còn ở đây tôi kể đó là kinh truyện Tế Điên Hòa Thượng Ta Điên Thở Tam Hoàng Thượng Cổ trong bài Xưng Hạ Tác Cuộc Thơ, nói có sách mắt có chứng. Lúc bây giờ ông Tế Điên Hòa Thượng đó mới nói với ông đó là chủ trì chùa Kim Sơn, nói bây giờ ông trở về thành Trường An, trở về thành Trường An dứt cái bản chiêu y ấy về đây tôi cứu cho công chúa, thì đương nhiên là nhà vua sẽ sủng ái cắt sữa đại tu lại cái ngôi chùa Kim Sơn của ông, chứ có gì đâu. Ông mau mau ông trở về thành Trường An dứt cái bản chiêu y đó và đem về. Tế Điên Hòa Thượng quý vị, hễ là Phật rồi thì có tam thân tứ trí, có tam thân tứ trí, sắc thân, pháp thân, thiên bá ước quá thân. Còn tứ trí đó, đại duyên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, nhất thiết chủng trí và diệu quan sát trí, tức là tam thân tứ trí. Quý vị xét kỹ lại coi đức thầy chúng ta có đủ hết tam thân tứ trí nha, chứ không phải là tiền thân của Di Lặc Bồ Tát đã chuyển kiếp hóa thành một vị Tế Điên Hòa Thượng. Thì lúc bấy giờ Tế Điên Hòa Thượng dùng tam thân và tứ trí xuống thành Trường An, nơi kinh đô của ông vua Nhân Hoàng, trị hết bệnh, trị hết bệnh cho là công chúa con của vua Nhân Hoàng, độ cho đến 7-8 ngày sau đó quý vị, xe giá lỏng giọng chở vàng bạc đến để cúng dường cho cái chùa Kim Sơn và tu sửa chùa Kim Sơn lại. Vậy thì Ta Điên Thở Tam Hoàng Thượng Cổ, đức thầy chúng ta có mặt từ đó, đó là Tế Điên Hòa Thượng, một hóa thân của Di Lặc Phật, có đủ tam thân tứ trí. Bây giờ trở lại đức thầy chúng ta bực mình đeo đắm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước ra. Còn về báo thân thì quý vị thấy đức thầy của chúng ta vẫn có 132 tướng hậu và 80 vẻ đẹp. Ở thế gian này nếu không phải là thầy, không phải là Đức Phật, tôi đố quý vị tìm được một người thứ hai có cổ ba ngấn và bàn tay của thầy bốn ngón này nó đều bằng nhau hết quý vị, đều bằng nhau hết, chứ không phải là so le như Trần Đông Hải gì đâu, không có phải đâu. Còn lòng bàn chân của đức thầy no nưỡng bằng hết, không có chỗ nào khuyết. Và đức thầy chúng ta có một trong bát âm, đó là Thâm Diễn Âm. Thâm Diễn Âm. Năm 2012 tôi có trở về quý vị xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để thuyết giảng tại chùa Kiến Long Tự. Thì lúc bấy giờ có cái bác đó độ khoảng là 75 tuổi, nói ông Trần Đông Hải ơi, tôi ngày xưa đó năm 1945 tôi có gặp thầy. Ông mới kể lại lúc đó là thầy thuyết ở sân vận động xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông ngồi ở đằng trước đó quý vị, bị còn nhỏ tuổi mà, nghe cái âm lượng của đức thầy cũng độ khoảng 45 âm lượng. Thì lúc bấy giờ ông mới nghe được trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn Phạm Âm Hải Triều Âm Thắng Bỉ Thế Gian Âm, có nghĩa là lời của Đức Phật thuyết ra đó, Phạm Âm, ngài dùng Phạm Âm rồi đó. Rồi Hải Triều Âm có nghĩa là nó tràn trề cũng như là nước biển, ở đâu cũng đưa đến. Phạm Âm Hải Triều Âm Thắng Bỉ Thế Gian Âm, tất cả các âm thanh ở thế gian này không bằng, bởi vì Đức Phật có bát âm đó. Cho nên ông nhớ tới cái đoạn đó, ông mới chạy cách xa đức thầy, nhìn lại chỉ thấy mờ mờ hình dáng dốc ngọc mình ngà của đức thầy thôi, nhưng mà âm lượng nó cũng y gan như vậy quý vị. Cho nên ông mới công nhận thầy có một trong bát âm, đó là Thâm Diễn Âm, ở gần âm lượng cũng 45 độ mà chạy xa cũng 45 độ. Ông kể cho tôi nghe năm 2012, lúc đó bởi vì tôi á cùng với Lê Quang Nghĩa học giáo lý viên khóa 2 năm 2007 tới 2009 chúng tôi đã ra trường rồi, tới 2012 tức là 3 năm sau rồi, 4 năm sau rồi chúng tôi ra trường rồi đó. Cho nên đó là có dịp trở về tỉnh Bến Tre thuyết giảng mới chứng kiến được, mới công nhận đức thầy chú chúng ta là có một trong bát âm là Thâm Diễn Âm. Và nghe nhiều người kể lại cũng như thế. Rồi bây giờ sắc thân,
pháp thân thiên bá ước hóa thân, đến thầy chúng ta có không quý vị? Có luôn. Bằng chứng là nằm ở quyển nhất, bằng chứng là nằm ở quyển nhất. Tới đây thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông, chỉ một người thôi mà quá ra mười người. Rồi khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt, khắp trong thị thiền đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống vịnh nào yên thân già. Thiên bá ước quá thân là một thân mà có thể biến hóa ra trăm ngàn thân khác. Vậy thì đức thầy chúng ta có đủ tam thân tứ trí, nhất thiết chuẩn trí, đại duyên cảnh trí, diệu quan sát trí, là ngài có đủ hết tam thân và tứ trí. Rồi bình đẳng tánh trí, tuy là ta không thể sanh thành nhưng thương hết ra đời dạy dỗ. Năm 1930 tại nhà thương chợ quán, đức thầy đã sáng tác bài Tỉnh Bạn Trần Gian 80 câu. Thôi mình đặt cái tựa khác đi, mà không đặt là Bạn Trần Gian. Già trẻ đều có hết, kêu thằng hay gọi là ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti, phải không quý vị? Thấy tuyệt vời không? Rồi thân bằng tăng mặc bộ sồng nâu của thiên lý, có nghĩa là cái lẽ trời này nè, một bầu đều hẳn. Biết bao nhiêu nhà nhân do đến chấp vấn và thử đức thầy. Chẳng hạn như ông Nguyễn Kỳ Trân, tức là ông Chánh Chính Diệm ở làng Định Yên của Đồng Tháp ngày xưa, tức là Lấp Vò đó quý vị, Lấp Vò ngày nay. Ông hỏi là Cường Khấu Xâm Lăng Kỷ Thập Niên Vị Chi Đại Đức Giáng Hà Tiên Hy Di Ngũ Quý Kim Mang Tại Thái Thượng Tam Dương Cổ Bất Truyền Độc Nhãn Sa Đà Tàng Bắc Địa Liên Mi Chân Mạng Ẩn Nam Thiên Hùng Ngư Xích Dĩ. Đó, vậy thì thưa quý vị, nhưng mà đức thầy trả lời rất là ngon lành. Chẳng hạn như ông hỏi là Cường Khấu Xâm Lăng Kỷ Thập Niên có nghĩa là giặc pháp, nhưng mà lúc đó không dám nói giặc pháp. Thời kỳ đang hưng thịnh của giặc pháp, nếu mà chúng ta hé lộ ép răng xe là cũng bị bắt, đừng nói gì chi mà là nói tên tộc pháp. Ép răng xe là ký hiệu của pháp đó. Vậy thì thưa quý vị, cho nên ông Chính Diệm ổng mới né ngang Cường Khấu. Cường là mạnh, là Khấu là ăn cướp, Xâm Lăng là giật nước. Ngày 1 tháng 8 năm 1868, tiếng súng đầu tiên của quân cướp nước đã nổ ra ở cửa biển Đà Nẵng. Đã nổ ra ở cửa biển Đà Nẵng ngày 1 tháng 8 1868. Triều đình Quế đô vị hèn yếu mới cắt ba tỉnh miền Đông Dương cho Pháp: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. Chúng ta chỉ còn lại có ba tỉnh miền Tây: Hà Tiên, Vĩnh Long, An Giang mà thôi. Cho nên đây rõ ràng tự nhiên cái là đến giật nước của người ta, chứ mình có động chạm gì đâu. Nhưng mà họ đâu biết rằng tổ tiên ta ngày xưa cũng từng chống giặc Nguyên Mông. Chẳng hạn như là sau 1000 năm Bắc thuộc, tới năm 938 Ngô Quyền phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đã cởi ngàn năm Bắc địch dày bừa mà còn đứng dậy tống đưa quân thù, thì tới cái thời kỳ Đinh Lê Lý, ngay trong thời của nhà Lý, thì có một danh tướng đại tài, đó là ông Lý Thường Kiệt. Quân Tống sang qua xâm chiếm nước ta thì lúc bây giờ đã sợ ba quân trên dưới không có một lòng và thiếu đi cái tinh thần đoàn kết, nên ông Lý Thường Kiệt nói rằng: Đêm hồi hôm tôi thấy thần nhân về mách bảo cho tôi một bài thơ bốn câu: Nam quốc sang Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ hoại hư. Có nghĩa là sông núi nước Nam vua Nam ở, đành rành đã định tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Cho nên ba quân tướng sĩ đã trên dưới một vòng đánh giặc Tống, trở về bên kia là chạy, quên mang áo, quên mang giáp và quên mang gươm giáo, chiếm liền ba châu của Trung Quốc: Ung, rồi là Khiêm. Ung Khiêm là châu, chiếm ba tỉnh của là người Trung Quốc. Thì ba tỉnh đó ngày nay đó quý vị là Quảng Tây và Quảng Đông. Ung Châu Khiêm, mỗi một tỉnh Quảng Đông có nghĩa là bằng một đất nước Việt Nam ta ngày xưa ở ngoài là miền Bắc nha quý vị. Đó, vậy thì thưa quý vị, ba quân tướng sĩ của chúng ta phải nói là tuyệt vời, đã noi theo chí đức của các bậc tiền nhân trên dưới một lòng,
Cho nên cái câu thành ngữ của miền Bắc bây giờ và miền Nam của chúng ta cũng vẫn còn xài: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đừng nói chi là danh tướng như Lý Thường Kiệt. Nay giặc Pháp buông lung kiêu hãnh, ỷ lại vào tàu chiến với phi cơ. Nơi xa trường chúng gặp cảnh bất ngờ, sức kháng chiến ngàn xưa nay sống dậy. Cho nên cuối cùng rồi mới ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, chia chánh hữu ba thành phần: cường khấu xâm lăng là giặc Pháp ngang nhiên đến xâm chiếm nước ta. Cường khấu xâm lăng kỷ thập niên là mấy mươi năm rồi, ông biết chưa? Ở đây Đức Thầy trả lời đó, cái bài mà Đức Thầy đáp đối quý vị: thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên. Có nghĩa là cái bài này ông Chính Diệm ổng hỏi hồi năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy mới trả lời là thiên ký là giống hồng lạc, đắc ngũ niên, đắc là được, ngũ niên là 5 năm. Tôi cho ông biết 5 năm nữa sẽ có người thế tôi đứng ra để mà đánh con cá phồng đuôi đỏ. Thì đúng 5 năm quý vị, đúng 5 năm là có người đứng ra để mà đảo chánh pháp. Vậy thì thưa quý đồng đạo, quý lời của đó là Đức Thầy trả lời phải nói là tuyệt vời. Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu nhưng cụ thiên lý, có nghĩa là cái lẽ trời này thầy còn biết nữa, hào huống chi 8 câu nho của ông Chính Diệm Nguyễn Kỳ Chân. Cho nên cuối cùng rồi đó là qua cái cuộc đàm thoại đó quý đồng đạo, ông Chính Diệm trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì Đức Thầy chúng ta đờn những câu tỉ mỉ phun hồn cho người lành giả ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp, trở thành một người tín đồ thuần thành của đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Vậy thì thưa quý đồng đạo, lòng thương Lê Thứ, cái sức thương của là bậc đại giác nó là như vậy đó quý đồng đạo à. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi bác ái dĩ đức hảo sanh, tuy tình thế có đổ thay cho tấm lòng nhân chẳng đổi. Người nào là kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai học ai hồng tôn ti hết. Bởi ra đời, ngày ra đời đó quý chẳng quản thân danh, ngài không có màng tới cái sự gì hết. Lấy cái cấp bằng ném xuống sông, đã học hết cái bậc tiểu học, đọt được cái bằng tiểu học sọt ti bi ca thời pháp thuộc. Người quý vị thấy là địa vị rất là ngon lành về học hàm học vị, nhưng mà ngài viết cái bài ném cấp bằng đó, lấy cái cấp bằng ném xuống sông. Thôi thôi tôi cũng mét xì ông, tức là cảm ơn, thôi thôi tôi cũng mét xì ông, tuần đời gắm lại nơ bô rẻn xăng phú ba manh trở lại đồng. Ta sẽ trở về, ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành, trao chia gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tốt tâm lìa cõi mê. Vậy thì thưa quý vị, lòng thương Lê Thứ, cái sức thương của Đức Phật là sức thương đại giác. Như quý vị thấy cái bài Tình Yêu năm 1946, khi ở miền Đông có một thiếu nữ thầm yêu Đức Thầy, để cho người này mà yêu sát đó là của một vị hòa Phật thì tội nhiều lắm quý vị. Cho nên ngài mới làm cái bài thơ 8 câu là Tình Yêu Nhân Loại. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình dường như thể hải với sơn minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Cái tình yêu của bậc đại giác là như vậy đó quý vị. Cho nên đồng đạo chúng ta nam nữ ngăn, đồng đạo chúng ta nam nữ, đàn ông tu niệm nhớ nghe đây, con vợ quan gia đã lỡ gây, lao khổ nếm rồi thôi ráng trả, nhọc nhằn được biết chớ thêm đây. Đường đời là khổ cần nên lắng, cửa đạo khá giàu quả khỏi lây, muốn đặng công thành nên chánh quả, khổ lao giỏi bước ráng theo thầy, chắc ăn là ngon lành 100%. Bởi vì ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Rồi chúng ta đợi nước đến chân mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhạo cầu. Đức Thầy đã cảnh tỉnh rồi,
khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn, mà chúng ta rèn trễ quá cho nên nó còn hăng cái chất thép, còn hăng cái chất thép. Lỡ mà đem ra ngoài đồng ruộng hay là chúng ta trồng gãy đó, chúng phải cái rễ mất thôi nó cũng vẫn mẻ nữa, nó đang hăng thép nè. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cho nên nhẫn nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn. Dạ thưa quan chức phận làm dân bá nhẫn thị lương hiền. Chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Thiên gương trước hớn tầng hàng tính nhẫn, đã không khổ nhục khởi ưu phiền. Quý vị thấy cái hàng tính nhẫn như thế nào đây? Đi đâu đó, ở đất Huệ Âm, thời Hán Sở tranh hùng, mang gươm lết bớt rồi bận áo nhà quan nữa. Cho nên cái tên ác thiểu, tức là cái người mổ heo ở chợ Hoài Âm, nói ê hàng tính, ta thấy ngươi đi đâu ngươi cũng bận áo nhà quan rồi mang gươm nữa, ngươi dám chém ta. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó là lượt tiêu hà, quan pháp bất dị thân hay là tiền trảm hậu tấu, chém trước rồi mới nói chuyện sau. Cái lượt tiêu hà là như vậy. Ở đời Tiền Hớn với quý đồng đạo, đời của ông vua Lưu Bang có thừa tướng tiêu hà, cho nên đó là ông Hàng Tín mới thiết nghĩ rằng đó, nếu mà giết một người phải đền mạng, cha gươm trở vô, nếu người không giết được ta hãy lòn chôn đi. Chung ngang hán của cái ông đó là ác thiểu, tức là người bồ tể ở chợ Hoài Âm. Vì vậy mà ai cũng chê Hàng Tín gậm ghề hết á. Còn cái người tu của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta bây giờ á, nó cũng gần giống giống như vậy. Cho nên thầy mượn cái điển tích này để so sánh, rồi nhân cách quá, so sánh nhân cách quá. Chẳng hạn như ta bây giờ tu niệm tầm thường, nhưng mà sao á nghe quý vị, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Rồi giả như Hàng Tín đợi thời lòn chốn, chuyện này cũng lắm tuyệt vời. Giả như Hàng Tín đợi thời lòn chôn, đến sau danh nổi như cồn, làm cho hạng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh Hàng Tín vậy thì mưa cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Cái đó là mới quan trọng quý vị. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật, sao bằng bạc mu. Vừa giàu sang sao như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Còn nếu mà chúng ta giàu sang mà biết niệm Phật nữa thì ngon lành chứ nó có gì đâu ạ. Vậy thì thưa quý đồng đạo, lòng thương Lê Thứ đáo ta bà. Chữ đáo là trở lại, bởi vì Bồng Lai Điên Dạy có ngôi Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Nhưng mà ngài không ở yên nơi đó, còn phải trở lại cõi ta bà, phải lâm phàm. 18 tháng năm Kỷ Mão 1939 cho đến ngày 25 tháng 2 dừng năm Đinh Hợi 47, ngài đã trụ thế 7 năm 10 tháng lẽ 7 ngày. Từ ngày vắng mặt cho đến bây giờ là 77 năm quá vậy, 77 năm. Vậy thì ít lâu ta cũng trở về, ít lâu ta cũng trở về. Nhưng mà cái khoản này thuộc về cái máy trời rồi. Trần Đông Hải tôi nói đến đây là đóng mặt lại cái gì chấm hết. Vậy thì thưa quý đồng đạo, chữ đáo là trở lại, còn ta bà đó là phiên âm của tiếng Phạn là sa ha. Sa ha. Sa ha là gì? Sa ha đó, từ điển Phật học của Đoàn Chúng Còn vào Quế Quang từ điển mới dịch cái từ sa ha, có nghĩa là kham nhẫn đại nhẫn. Tức là ta bà, phiên âm của tiếng Phạn là sa ha. Phật học từ điển mới dịch cái từ sa ha là kham nhẫn đại nhẫn. Chữ nhẫn ở đây đó nó có nhiều loại nhẫn, có nhiều loại nhẫn. Nhưng mà năm Kỷ Dậu 1849 cho đến Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng lấy 8 điều nhẫn: nhẫn năng sự thế thị nhân hiền, nhẫn giấy kỳ tâm thận thủ thiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhất nhất thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Vậy thì chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giái kỳ tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu, nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ, nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sớm tùy chồng vợ nhịn nhau, nhịn sớm chồm cô bác mới cao, rồi quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể thì trong đời vạn sự bình an, chữ nhẫn thành báo quý hiển giang, khắp bá tánh được câu hòa nhã. Kham nhẫn rồi đại nhẫn,
Nhưng mà ở thế gian này đó có biết bao nhiêu sự khổ, biết bao nhiêu điều nhẫn. Đức Thầy chúng ta gom nhiếp vào còn 8 điều nhẫn. Còn 8 điều nhẫn, và Đức Phật, Đức Thầy cũng gom lại tất cả các sự khổ. Đời là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, sanh chết già là chỗ biệt ly thân người, sống chẳng ra gì bởi chăng cõi tạm khi đi lúc về. Cho nên ở đây Đức Phật và Đức Thầy chúng ta đưa ra các pháp tứ đế khổ tập diệt đạo. Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tập diệt khổ đạo. Vậy thì trong cái khổ đế nó gồm có 8 điều khổ quý đồng đạo: sanh lão bệnh tử ái biệt ly, mưu cầu bất đắc và quán tánh hội khổ. Trong 8 điều khổ này, quý vị thấy cái điều khổ là sanh rồi tới lão. Lão làm sao nè? Như ông trưởng ban của Lương An Trà cách đây là độ khoảng 5-6 năm, em có về đó thuyết 2-3 lần luôn. Thì ông trưởng ban này còn trẻ trung, xét nghĩ trong lúc tuổi xương xanh, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ lằn, nói năng bạc thiệp, học hỏi dễ dàng, tỏ tay sáng mắt, thấy biết nhiều điều. Nhưng mà hôm nay không khác rồi đó nha quý vị, khác rồi đó. Ô hô mà nãy sau răng rụng mắt lờ, ù tay chóng ốc da nhăn má cốt gối, mỏi lưng khòm nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xẻo xiên. Và uống ăn đổ tháo bọn trẻ dễ khinh, già đành nhờ cậy đi tay nương gậy, phế diệt dân quan, tinh thần hao kém khí lực, hầu tàn thọt nhớ thọt quên. Rồi nhiều khi lầm lẫn tóc bạc da màu, lắm điều lao nhọc. Thế nên Đức Phật và Đức Thầy cho sự già là khổ, mà chúng ta cũng phải công nhận chứ phải không quý đồng đạo? Rất công nhận. Ông Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của Bắc Việt chúng ta, ông cũng xác nhận là không, cũng giống như cái quan niệm của Đức Phật vậy đó quý vị. Nhớ hồi thở trước tuổi thơ ngây, phút chốc rồi già đã đến đây, mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, lập lè bốn mắt trong mờ tỏ khập khểnh, ba chân giả tỉnh sai, thêm một nỗi này e chán ngắt, đi đâu quậy cối lẫn cùng chài. Tức là chúng ta còn ghiền thuốc mà hút bằng công điếu đó, về bóng trăng cậy đỡ ban đêm, trầu ăn nhã bả lại thêm mời hoài đó, đó. Đi đâu quậy cối lẫn cùng chài. Cái cõi ta bà nó là khổ như vậy đó quý quan khách và chư đồng đạo. Bởi vì cái cõi kham nhẫn. Còn ở cõi tịnh độ thì sao quý vị? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Một trong ba kinh tịnh độ A-di-đà kinh, Đức Phật thuyết tại xá, tịnh xá kỳ hoàng, nơi dương quốc của vua Ba Tư Nặc. Thứ hai đó quý vị là vô lượng thọ kinh, Đức Phật thuyết ở tại núi Kỳ Xa Quật, nơi dương quốc của vua Tần Bà Sa La hoàng hậu là Di Đề Hy. Rồi quán vô lượng thọ kinh, Đức Phật dùng hóa thân vào trong ngục môn của thái tử A Xà Thế đang giam mẹ ở trong ngục môn. Đức Phật thuyết quán vô lượng thọ kinh. Vậy thì A Di Đà kinh, vô lượng thọ kinh và quán vô lượng thọ kinh gọi là ba kinh tịnh độ. Ở trong ba kinh tịnh độ, cái quyển A Di Đà kinh Đức Phật thuyết tại tịnh xá kỳ hoàng dương quốc của vua Ba Tư Nặc có diễn tả về cái cảnh tịnh độ như thế này nè quý đồng đạo. Lưu ly quả đất sáng ngần. Cái quả đất ở cõi Tây Phương Cực Lạc đang là lưu ly, một trong bảy thứ báo. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu gác ngọc 10 phần trang nghiêm, qua trời suối cả ngày đêm, có cây rất báo, có chim rất kỳ lạ lùng, cái cảnh phương Tây 10 phương cõi Phật, cảnh nào cũng thua phong quang vui vẻ, bốn mùa nước reo pháp Phật, gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời mở ra cõi ấy, tiếp người giảng sanh 10 phương ai phát lòng thành, chuyên trì mà niệm hồng danh của ngài hằng ngày, trong lúc hôm nay niệm từ 10 tiếng đến rày 300, khi đi khi đứng khi nằm, lòng chuyên niệm Phật, lòng chăm phát nguyện, được sanh về cõi Bảo Liên là nơi Cực Lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường thì ngài phóng ngọn hào quang suốt liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về Cực Lạc, còn phiền não chi, sự vui trời cũng sẵn bì, chẳng bì sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó, cái cõi Cực Lạc nó như vậy đó quý đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta diễn tả về cái cõi đó là Cực Lạc.
ta bà thì khổ, ta bà lắm khổ, còn cực lạc vui, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh thì sen báo nặc mùi nào ai rõ, cái vui triệt đáo, cái vui triệt đáo, tức là cái vui này nó vượt lên cái vui bình thường. Quý đồng đạo à, tâm đen thì đồng nhau thượng thiện vui vậy, còn cảnh thì như như chẳng có đổi thay, không bàn quyết phân chia nhân ngã sẵn vị ngôi, sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô chữa tiêu tan mất cả, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Cái cõi tịnh độ là như thế đó quý đồng đạo. Mà bây giờ đó là chúng ta không ham nữa, còn ham ở đâu nữa bây giờ. Còn chúng ta bà thì tim lụng là về dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cách đây 10 năm thì tôi chỉ mới có 52, sau 10 năm nữa bây giờ tôi 62 rồi, cái lưng nó sắp sửa còm xuống rồi, tay bây giờ dơ thẳng lên còn không được nữa, quý vị thấy không? Nó khổ như vậy đó. Rồi cái hàng tiền đạo quý vị thấy còn, chứ hàng hậu vệ đi lai rai rồi đó. Vậy thì thưa quý đồng đầu, cho nên chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, lòng thương Lê Thứ đáo ta bà thừa chuyển pháp luân. Chữ thừa là dưng sắc lệnh, ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Dưng chịu, chữ thừa ở đây có nghĩa là dưng chịu noi, và noi theo chí đức, noi theo chí đức của các bậc tiền nhân, noi theo chí đức của Khả Quan Như Lai cổ Phật lập Liên Trì hội, noi theo Đức Phật Thích Ca lập Linh Sơn hội, và noi theo chí đức của Di Lặc Phật lập Long Hoa hội. Lập Long Hoa hội, Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, hay hoặc giả là có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân, quyền cơ mái tạo xây dần đồng về, Phật cảnh mười phần xin tươi thánh tiên, vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu. Thì tôi đọc lên cái đoạn văn đó, quý vị biết được tiền thân của thầy ta là ai rồi. Chỉ có giáo chủ hội Long Hoa mới dám nói lên câu này thôi, chứ Đức Phật Thích Ca ngài cũng không có nói nữa. Đức Phật Thích Ca ngài nói như thế này nè, trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, kinh Phật thì có rất nhiều kinh Phật. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tổ A Nan cùng với ông đó là Maha Ca Diếp kết tập lại là Ba Tạng Kinh Lược Lĩnh. Sau 100 năm mới kết tập lại, trong Ba Tạng Kinh này còn 12 bộ kinh. Vậy thì một trong 12 bộ kinh, cái bộ kinh Di Lặc Hạ Sanh, Đức Phật thọ ký lợi trong thời Hạ Nguân, mạt pháp ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sanh tử, có mặt trong ngày Long Hoa đại hội. Vậy thì cái công thức của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta giờ bên toán học, công thức hình học của toán học, muốn tìm chu vi hình chữ nhật, quyển sấm giảng là hình chữ nhật nè. Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta lấy dài cộng rộng nhân 2. Còn muốn tìm hình vuông nữa quý vị, chu vi hình vuông ta lấy cạnh nhân 4. Còn muốn tìm chu vi có hình tròn ta lấy đường kính nhân bi, thí dụ cái mặt bàn bề ngang 2 thước, chúng ta lấy cái đường kính nhân với số bi là 3,1416. Quý vị có sẽ tổng thể hết, tổng thể hết của cái chu vi của mặt bàn tròn. Cho nên muốn tìm chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân bi. Còn muốn tìm cái công thức của Phật học, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ân, phải không? Quý vị thấy nó hợp với trong kinh Di Lặc Hạ Sanh của Đức Phật Thích Ca thọ ký không? Rất hợp. Cho nên nói xa không qua nói gần, mình bán đường phải khen đường mình ngọt, chắc ăn 100% vậy à. Đức Thầy là dạy chúng ta cái phương pháp tu để có mặt trong ngày Long Hoa đại hội đó quý đồng đạo. Ráng tu đắc đạo cứu cửu huyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Hay hoặc giả là quan thượng đẳng đại thần, chư quan cự thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non mãi núi, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lính giữ huy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Phật đạo khác, còn đạo Phật khác nha. Đạo Phật là cái nhân, còn Phật đạo ở đây là cái quả, có nghĩa là kết quả. Chúng ta tu hiền theo Phật đạo thì kết quả chúng ta sẽ thành Phật đạo. Bởi vì trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó thể sánh đo cùng ngày. Cho nên tu hành theo Phật đạo thì kết quả của nó chúng ta sẽ đắc thành quả vị Phật. Mà cái vụ quả vị Phật này Đức Thầy nhắc mấy lần, một là trong bài cúng lại hàng ngày tháng năm dương lịch 1945,
hai là ngày 12 tháng 9 năm 1939 tại thánh địa Hòa Hảo, 476 câu quyển nhị: thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng thoát mê đồ thường phóng quang minh. Rồi đến năm Canh Thìn 1940 bài dụng kinh nguyện: đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo cao dồi tâm tánh lại giác thuyền chuyên chở lúc căng qua. Quý vị thấy rõ ràng cái kết quả nếu chúng ta tu Phật sẽ thành Phật, đại khái là như vậy. Nhưng mà với một điều kiện ngang chánh tinh tấn, giàu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, giàu cho ai phá rối đức tin ta cũng cứ một đường đi thôi, chứ mình không có giải đãi ngang. Hơi gươm trí huệ ma dương mới hải hùng. Còn nếu mà chúng ta hơi gươm lục nhách thì ma dương mỉm cười à, nó không có sợ đâu. Phải nhạy bén mới được. Bởi vì công năng của trí huệ như liều thuốc an thần, chữa lành tất cả các bệnh. Công năng của trí huệ như chiếc thuyền kiên cố, không bị một lượng sóng tình nào có thể nhận chìm được. Rồi công năng của trí huệ như lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Công năng của trí huệ như chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não. Quý vị thấy tuyệt vời cái công năng của trí huệ. Cho nên tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Còn nếu mà tâm của chúng ta bị sao động đó thì không bao giờ phát huệ được. Giống như khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Vậy thì thưa quý đồng đạo, chúng ta thật là may duyên tốt phước. Ngài đã thừa chuyển pháp luân. Chữ luân đó quý vị là cái bánh xe, lăn chiếc xe pháp, lăn bánh xe pháp từ cõi cực lạc trở về đây, chứ không phải lăn cái bánh xe pháp từ thánh địa Hòa Hảo trở về đây, đó là tạm. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim. Thời gian trôi qua nó quý báu như vàng bạc chứ quý vị. Còn chỉ có 10 phút nữa hết giờ rồi. Quý vị thông cảm nha. Phút sau tôi chạy hơi lẹ chút, quý vị cũng thông cảm. Vậy thì thưa quý vị, thừa chuyển có nghĩa là dân chịu. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn hay là đền linh khứu sơn trung chịu mạng. Ngài đã thọ sắc lệnh của các vị Phật để trở về đây để chuyển pháp luân. Thừa chuyển pháp luân có nghĩa là kinh điển của Ngài 49 năm trụ thế chưa làm năm thời gọi là ngũ thừa Phật giáo. Vậy thì giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta ngày nay 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày gồm có 6 quyển 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến cái phần thi văn 216 bài. Sau này Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tìm được thêm 4 bài nữa là 220 bài, cộng lại 6 quyển với 220 bài của bên phần thi văn là trên dưới chưa đầy 100.000 từ quý vị, chưa đầy 100.000 từ. Nhưng mà cũng vẫn có ngũ thừa Phật giáo. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân thì đây là nhân đạo nè. Rồi phước nhiều tiên cảnh lên rài đó là tiên đạo nè. Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét, canh chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt, mà hãy vô minh diệt thì trí huệ sẽ phát khai. Vô minh diệt trí huệ phát khai, chúng ta sẽ chứng đắc vào thinh văn thừa, tức là A-la-hán, có 6 phép thần thông tự tại, ngang bằng với ông Mục Kiền Liên. Cao hơn thinh văn thừa đó là duyên giác thừa, tức là bích chi Phật. Bích chi Phật. Như vậy thì trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh, nhưng sự tấn bộ này không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên cần phải hành luân đạo bát chánh. Tiếp theo gì đó là quyển kinh Như Tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát. Vậy thì đạo màu bát chánh gác nghi thứ nhất, chánh kiến diệt chi xem nhìn luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xác đoán xảo tinh mới là. Thứ nhì chánh mạng vậy mà việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệm mặc dầu
nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay tà gian tánh ấy tù đầy của người tham nhũng nghề này chứ ham. Và sau cùng đến thứ 8 chánh định chớ làm từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên, đó là chúng ta chứng vào, chúng ta sẽ chứng vào duyên giác quả, tức là bích chi Phật đó quý vị, duyên giác. Rồi cao hơn duyên giác, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chưa ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý. Điều ác đừng làm, điều lành gồm làm tự lắng lấy lòng, Phật dạy như vậy. Còn hôm nay năm nhâm ngũ đó, chư Phật có bốn đại đức, ta niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật. Vậy thì trong cái phần sau của là bốn đại đức này, điều cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thầy đã dắt nước tốt, bộ kinh Pháp Cú bớt đi một câu, còn lại chỉ có ba câu. Đó là hành Bồ Tát Đạo, đó là hành Bồ Tát Đạo. Vậy thì thưa quý đồng đạo, 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày, nhưng chúng ta cũng vẫn có ngũ thừa Phật giáo, nhân đạo, tiên đạo, thinh văn đạo, duyên giác đạo và Bồ Tát Đạo. Hồi sau quý vị sẽ nghe giáo lý duyên, Lê Quang Nghĩa sẽ phân tách trong 8 điều răn cấm, rất là tuyệt vời. Vậy thì thưa quý đồng đạo, thừa chuyển pháp luân, dụng, chữ dụng là dùng, khuyến là khuyên dạy chúng sanh, ca là lời văn thơ của Đức Thầy, chẳng hạn như quyển nhất 912 câu Đức Thầy đã sáng tác vào khoảng tháng 9 năm 1939 theo cá thể văn ca thượng lục hạ bát, có nghĩa là câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ. Hạ quân nay đã hết đời là 6 nè, thượng lục và hạ bát nè, hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia ca. Rồi cái quyển nhì quý đồng đạo, ngày 12 tháng 9 năm 1939, 476 câu là thất ngôn trường thiên, mỗi một câu vậy là bảy từ, ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang xu thế mà thương. Rồi bây giờ tới quyển ba cũng trong khoảng là tháng 9 năm 1939, 612 câu, cũng với cái thể văn là thượng lục hạ bát. Nhưng mà đặc biệt tới cái quyển tư đó quý vị, giác mê tâm kệ, ngày 12 tháng 9 năm 1939, 846 câu, cũng là thất ngôn trường thiên. Rồi tới quyển năm, năm Tân Tỵ 1941, 776 câu, thượng lục hạ bát, thất ngôn trường thiên biến thể. Quý vị thấy phải nói là tuyệt vời, cho nên gọi là dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Người mê nếu nó đủ nghĩa đó quý vị là mê si. Quý vị muốn diệt mê si chúng ta làm gì đây? Ác thứ 10 đoạn chót mê si phải không? Tấm vé rồi đâu rồi? Ác thứ 10 đoạn chót mê si. Nguyên tâm tối, chữ nguyên là nguồn gốc của nó đó. Nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân. Có nghĩa là có người nói với ông Trần Đông Hải, ôi ông tu ông cũng chết, chứ không phải ông tu ông sống đâu. Rồi tôi không tu tôi cũng chết. Tôi suy nghĩ hồi tôi nói đồng đạo nghe kỹ, anh bạn mình nghe kỹ nha, tôi tu tôi cũng chết, nhưng mà cái chết này còn ở là đồng đạo mình, anh bạn mình không tu, anh bạn mình chết rồi mất à, nó khác nhau à. Đã trải qua là một trăm mấy mươi năm rồi, hầu chủ tịch chết chưa? Chết. Mà có chôn xác không? Không. Còn hoàng ở tại lăng mộ quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Năm 2009, năm 2003 và năm 2005, tôi với cùng đoàn đi ra viếng lăng bác hai lần như vậy đó quý vị. Thì thấy đó là thi thể của bác đó là còn hoàng ở đó. Rồi bây giờ là từ tỉnh này mà mình sang qua tỉnh kia đó, mình thấy những cái cống chào đó, người ta để đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, chết hồi nào. Chứ đâu có đời đời nhớ ơn Trịnh Hâm Bùi Kiệm đâu hả? Phải không? Nếu mà ông không có tu là ông giống như vậy đó. Nhìn Trịnh Hâm lão bắt mũi lòng, than cặn kẻ kêu dân xuống tỉnh. Còn ở đây là tôi có tu, cái chết của tôi nó khác, chứ không phải như ông đâu. Còn nếu ông không có tu mà dù cho ông tu mà ông giải đãi, cái chết con cũng có người chờ nữa. Mà chốn âm ti ngư đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng, ông chịu không? Lúc này tôi thấy cái thịt ổng này giật 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 rồi cái gì.
Còn tôi đó nếu có tu cũng có người chờ nữa. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, mà cái người chờ gần nhất là Đức Thầy của chúng tôi, Phật Quỳnh Giáo Chủ. Chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân quyền cơ, mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh. Mười phần xin tươi thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Ông chịu cái nào? Rồi cuối cùng đó là cái ông đó là quy thôi, quy theo đó là theo Phật đó, theo Phật giáo hòa hảo. Thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Cảnh tỉnh là thức tỉnh, người giác tỉnh mê nói cho đủ là mê si. Mê si tức là mờ tối. Tội ác này do thiếu óc phán đoán, thiếu sự suy nghĩ mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý suốt cả đời, ngu muội chỉ biết mê mang theo những vật nhỏ nhen mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Quý vị thấy cái mê si nó rất là nguy hiểm. Bởi vì mê si với trí huệ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật Ngài đã xác nhận nó là hai thái cực. Nếu chúng ta có trí huệ thì không bao giờ sanh vô minh, mà nếu chúng ta đã có vô minh rồi không bao giờ phát khai trí huệ. Nó là hai thái cực trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy thì thưa quý vị, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Sau khi chúng ta đã bình tĩnh được rồi, ta quán xét lại các pháp đều là vô thường, vô ngã, khổ không, khó gặp chữ không không mà có, thì vô minh nó sẽ bị là bay đi, trở lại với ánh sáng trí huệ. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lắm nguồn chân Phật tiếp dẫn cho trồng cây lành, dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Bây giờ tôi sẽ kể cái người mê nè. Đức Thầy viết 36 câu vào ngày 10 tháng 1 năm 1947, bài tặng các anh em chiến sĩ Bình Xuyên. 36 câu thôi, nhưng mà tôi trích ra vài câu. Trước khét tiếng trong làng giao búa, lúc quân thù thống trị nước non nam, khách giang hồ tụ ngủ tùng tam. Có nghĩa là dụm 3 dụm 5 đúng không vậy? Khách giang hồ tụ ngủ tùng tam, quyết khuấy nước chọc trời cho thỏa chí. Dân chúng trách đám người không biết nghỉ, cứ quanh năm suốt tháng phá hương thơm. Vì an ninh giặc pháp cử binh rồn, khi xa lưới phải lao tù nơi hải đảo. Chứ đâu được sung sướng đâu, hung dữ tàn bạo ngược ngang quá mà. Khi xa lưới phải lao tù nơi hải đảo. Rồi vượt biển bao này cơn gió bão, về quê nhà tánh cũ cũng ăn năn. Phải không? Sai phải không quý vị? Về quê nhà tánh cũ cứ nghinh ngang, chứ không chịu ăn năn. Lúc hoàng cầu tiếng súng nổ vang, bừng tỉnh giấc bàng hoàng suy nghĩ lại. Từ thổ bé bao phen tan hải, khí kiêu hùng đem lại những chi đâu. Nhìn nón sông đượm vẻ áo sầu, lòng yêu nước bắt đầu tim sống dậy. Cờ độc lập Bắc Nam Trung phe phẩy, trước gió chiều hãnh diện với lân bang. Bỗng phương Âu vô số bọn tham tàn, tàu bơm súng đem sang non nước Việt. Ách nô lệ dân ta đà chán biết, nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng. Chỉ quân Tây thề một tiếng rằng, thà cam chết không làm dân bị kỵ. Tức là các anh em chiến sĩ Bình Xuyên đã ăn năn rồi đó quý vị, đã biết ăn năn. Mà ai mà xét biết ăn năn, quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, chứ có gì đâu ạ. Đó cho nên cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Cái cõi ngộ ở đây đó là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, cũng là thân này nữa, nhưng mà thân công đức hiền lành, bất di dịch, khổ gì khổ lão. Còn thể thì thanh tịnh, không có còn huyên náo nè, vừa hết lo toan nắng lạnh gió mưa khổ bệnh kia bởi đó mà chưa. Ta thoát cuộc lao đao vì nó đường sanh mạng, tức là cái sự sống của chúng ta đó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Cõi ngộ ở đây nó có hai cõi. Chữ ngộ đó nói cho đủ nghĩa, đó là chánh giác. Một là giác sát, hai là giác ngộ. Giác sát có nghĩa là chúng ta chừa bỏ những thói hư tật xấu, chừa bỏ những cái thói hư tật xấu, đó gọi là giác sát.
Chớ giác sát không phải là gặp người mình hận, mình thù rồi mình giết người ta nha, không phải. Chữ giác sát ở đây có nghĩa là đoạn lìa, cắt bỏ những vọng tưởng vậy ta. Chẳng hạn như về cái bát chánh, về ở trong một bát chánh, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn, dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Khi mà chúng ta niệm cho lấy có đó, ở đây thuộc về vọng tưởng vậy ta, chúng ta cắt bỏ, tức là giác sát. Rồi là cả kêu kìa hỏi là ai, quan trường rời dứt mặt mày chùi lao, lui chân ra khỏi cho mau, tầm trong lánh đục tẩu đầu mới ngoan, theo ta đến chốn tiên bang, đặng coi các nước hội hàng năm non. Như vậy thì những cái vọng tưởng vậy ta gọi là giác sát, chúng ta phải cắt đứt. Còn giác ngộ là noi theo cái chân lý của Đức Thầy, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình, và chúng ta sửa sang những cái gì mà thói hư tật xấu, lỡ mình làm lỗi thì nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành, lĩnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, là sám ma hối quá, sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hối quá, chừa bỏ lỗi trước và giữ lại lành sau, tiếp tục phát huy điều lành, không tái phạm trở lại nữa, đó gọi là giác ngộ. Chứ không phải thấy cái gì ngộ ngộ mà sát, không phải ngang quý vị. Thấy cái gì ngộ ngộ mà chúng ta sát á, thì trong giác mê tâm kệ Đức Phật, Đức Thầy chúng ta đã rút từ tứ thập nhị chương kinh, tức là kinh 24 chương của Thế Trần như mật dính dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng, đứt lưỡi mới là hối hận. Đây là Đức Thầy rút ra từ kinh tứ thập nhị chương đó quý đồng đạo. Vậy thì thưa quý vị, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, tức là cõi an lạc, cái cõi giải thoát, cái cõi tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cái cảnh đó là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lắm nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất, đó là giác ngộ. Dạy răng kẻ tục vượt nê hà, dạy răng có nghĩa là cấm, nói cho đủ là cấm răng là giữ gìn, tức là giới luật của Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Dạy răng kẻ tục vượt nê hà, tức là người phàm, tất cả chúng ta trong hội trường này hoàn toàn là người phàm hết, chứ không có phải nói đồng lão là phàm, còn giáo lý viên là gì, là tục tử, cũng là phàm hô tục tử không. Vậy thì dạy răng kẻ tục vượt nê hà, nê là gì? Nê là sinh, còn hà là sông. Năm Nhâm Ngũ 1942, khi lưu cư ở tại Bạc Liêu, người Pháp lưu cư, thì Đức Thầy có viết bài thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu, nếu mãi mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nê hà, đã chìm rồi mà còn đắm nữa, có nghĩa là sâu ở dưới đáy sông mà làm sình làm bùn đất. Nê là sình, còn hà là sông. Nếu mãi mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nê hà, vậy thì dạy răng kẻ tục vượt nê hà. Chúng ta muốn vượt khỏi các cảnh nê hà này thì chỉ có hai phương pháp: lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Vậy thì nẻo thẳng đó, một là tha lực từ bi quay lực nhiệm sâu, hầu có độ con thoát chốn mưu sầu trần ai. Hai đó là phương pháp tu thiền, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che trên tâm mờ ám. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh và các dục tình còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ngay. Vậy thì thưa quý vị, trong cái đoạn văn này, khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đến nhất tâm bất loạn rồi, là thầy rút ra trong kinh Trường A Hàm. 12 năm Đức Phật nói kinh Trường A Hàm, nguyên văn của kinh Trường A Hàm là lập trường nguyên lai của Phật giáo, không luận tiểu thừa hay đại thừa, rồi không phân biệt trường trai hay kỳ trai, mà chỉ chú trọng vào thực tiễn thực lý của nó, đó là bản chất của thiền. Vậy thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn là trong tịnh độ có thiền tông, trong tịnh độ có thiền tông,
bằng chứng là ở quyển 5 dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét là thiền, gắn cần chuyên niệm Phật làm lành đó là tịnh độ, tức là trong thiền tâm có tịnh độ. Còn cái đoạn phương pháp niệm Phật để trừ cái vọng niệm của chúng sanh đó là tịnh độ có thiền tâm. Ngài đã dung thông hết hai phương pháp, vậy thì ông Vĩnh Minh Thiền Sư, Vĩnh Minh Thiền Sư ông đã xác nhận có thiền tâm có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Đây là cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt nghe hà. Với hai phương pháp trong tịnh độ có thiền tâm, rồi là trong thiền tâm có tịnh độ thì chúng ta giống như mãnh hổ mà có hai cái cánh. Vậy thì hỏi quý vị còn ai mà địch lại nữa, phiền não sẽ bị tan đi. Vậy thì thưa quý đồng đạo, qua cái chuyên đề chuyển pháp luân, lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răn kẻ tục vượt nghe hà, chúng tôi cũng xin khép lại ở đây. Và trước khi dứt lời, chúc cho toàn thể đồng đạo chúng ta là hạng tại gia cư sĩ, chúng ta còn phải làm để mưu cầu sự sống, thì chúc cho quý vị điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Còn về phía đạo thì chúc cho quý vị non nước tuy xa đâu cũng trời, cũng trời cũng Phật cũng an nơi, một tâm chí nguyện cho tròn đạo, lòng chớ lo chi sự đổi dời. Hay hoặc giả là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cốt cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tốt tâm lìa cõi mê. Lễ phép kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức rất chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Đông Hải đã chia sẻ qua tiêu đề trong bài chuyển pháp luân của Đức Thầy, hết sức là ý nghĩa và sâu sắc, thưa quý vị. Thì qua sự chia sẻ của giáo lý viên trên một tiếng đồng hồ, thì chúng tôi có lẽ nhận quý vị đồng đạo chúng ta đã lãnh hội rất nhiều qua những ý thâm sâu Phật pháp của Đức Thầy của chúng ta. Thì một lần nữa chúng tôi thay mặt ban tổ chức rất chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Văn Hải, và chúng tôi cầu chúc cho giáo lý viên chúng ta nhiều sức khỏe và cố gắng tiếp tục trong công việc phổ truyền chánh pháp của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà.